Để đánh giá tổn thương võng mạc do đái tháo đường có nhiều phương pháp: soi đáy mắt, chụp ảnh màu đáy mắt kỹ thuật số, chụp mạch huỳnh quang võng mạc. Nhờ phát hiện được chính xác các tổn thương trên võng mạc, việc ra chỉ định chụp mạch huỳnh quang, laser quang đông võng mạc có thể kịp thời bảo tồn thị lực cho bệnh nhân đái tháo đường để phục vụ công tác điều trị. Hiện tại, khoa mắt quốc tế Bệnh viện An Sinh đã trang bị máy chụp mạch huỳnh quang tốt con của Nhật cho hình ảnh rõ nét, kết quả nhanh và chính xác, và máy laser võng mạc 532 của hãng Kansei Đức mang lại chất lượng điều trị cao nhất cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường nhằm phát hiện sớm biến chứng và điều trị dự phòng kịp thời, tránh cho bệnh nhân khỏi cảnh mù lòa do căn bệnh tiểu đường gây ra. Bệnh lý võng mạc tiểu đường được điều trị bằng nhiều phương pháp phụ thuộc vào giai đoạn tiến triển của bệnh và những biến chứng của nó. Bác sĩ điều trị dựa vào nhiều kết quả khám để lượng giá quá trình tiến triển của bệnh và quyết định phương pháp điều trị thích hợp. Sự tăng sinh bất thường của những mạch máu nhỏ trong võng mạc và biến chứng xuất huyết của nó là một trong những vấn đề được bác sĩ điều trị. Phẫu thuật laser hay còn gọi là quang đông toàn bộ võng mạc là lựa chọn điều trị cho biến chứng này. Tia laser được sử dụng để phá hủy mô võng mạc bệnh lý, thiếu oxy nhằm ngăn ngừa tân mạch tiến triển và hàn gắn những chỗ bị rò rỉ. Mục đích điều trị ngăn chặn sự tiến triển của bệnh và vì thế duy trì thị lực cho bệnh nhân.